Phụ nữ thì không có cần phải khai thác hệ retin phosphat nha các bạn. Nó vẫn cần nhưng mà không cần hệ nó nhiều. Tập gym là gì? Là yếm khí. Đó, mà đốt mỡ là gì? Là hiếu khí. Nguyên tắc là gì? Hai cái bộ đầu là phải để nguyên tạ. Hai bộ đầu không được giảm tạ là bằng dở ẹt rồi, thỏa mãn. Chúng ta tập để thể khai thác tốt cái ATP và cái thể lực của các bạn để build cái đó lên từng ngày chứ không phải là tập cái kiểu mà dễ mãn nguyện quá. Nó cái mindset đó là không tiến bộ được. Bụng nó không làm cho bạn mệt, bụng nó chỉ làm cho bạn mỏi thôi. Nên khi mà bạn nào tập bụng mà nghỉ nhiều là dở ẹt rồi. Rồi chào các bạn, bây giờ là Duy Nguyễn sẽ có chị ship cơ bụng nhưng mà là cơ kho, tức là cơ bụng sim ở đây nè. Với cái máy tập này có tên là máy tập bụng mà sẽ khác so với cái tập truyền thống bạn thấy. Và cũng mượn video ngày hôm nay, Duy Nguyễn sẽ giới thiệu cho bạn kỹ thuật tập superset side by side. Tại sao đặt tên là superset side by side? Tức là superset side by side là tập liên tục hai bên qua lại, tập mỗi lần vậy 3 set. Thì tùy vào thể lực của các bạn, nếu mà các bạn khỏe ok thì tập 3 set cùng khối lượng tạ. Còn nếu mà các bạn tập không được như vậy á thì 3 set giảm tạ dần. Là nó có một cái màu nó giữa superset và nó drop set. Đó, đây là kỹ thuật tập nâng cao, cũng là tập để gia tăng cường độ. Chúng ta lợi dụng những thiết bị tối ưu của phòng gym, máy VIP để chúng ta tập cái này. Còn nếu mà không có cái máy này thì chúng ta có thể áp dụng nguyên tắc này bằng những cái cách tập khác. Tất nhiên nó sẽ khó khăn hơn. Rồi vô, tập bụng xiên cứ vô đi anh để tạ cho. Rồi chúng ta sẽ tiến hành ngồi một bên. Các bạn nên nhớ ngồi một bên nha. Cái kỹ thuật side bend này nó rất là quan trọng. Đó, là chúng ta sẽ gập để cho cái phần cơ đây nè, đó, gập xuống, tập bình thường, đó, để chúng ta giảm cái eo, chúng ta giảm mở vùng eo và làm khỏe cái vùng eo chúng ta lên. Còn cái bụng nó là cơ khác nha, cái bụng ở đây là mặt trước là cơ khác, mặt không là cơ kho. Rồi tập mỗi bên 10 cái, tự giác đếm 10 cái và nên tập trung nè, tập trung dùng cơ eo để ép xuống, cơ eo để ép xuống chứ không có dùng nguyên khối lượng người đè xuống nha các bạn. Mà tập không ăn gian dùng nguyên khối lượng người đè xuống thì nó không tác động được eo. Mà cái đầu óc chúng ta, não chúng ta phải tập trung điều khiển cái cơ đây nè, nó gập xuống. Cơ đây nè nó gập xuống. Chúng ta chỉ tập trung gập một mình cái cơ đó thôi. Nên cái bài này cũng là thuộc dạng kỹ thuật khó chứ không phải đơn giản. Okay. Rồi đổi bên. Rồi ra tiến hành đổi bên. Tiến hành đổi bên đi. Đó, đổi bên đi em. Nhanh. Là chúng ta tập liên tục, chúng ta không nghỉ nha. Ở đây chúng ta chỉ tập 2 set. Những cái bài bụng chúng ta nên tập cái phương pháp này để cho nó tiết kiệm thời gian và nó gia tăng cường độ. Bụng là cơ bền rất là nhiều. Bụng là cơ bền nhiều các bạn, bụng nó vừa mỡ nhiều nè, nó vừa cơ bền nhiều nè, nên tập đúng cách. Để diệt cái lượng mỡ đó thì tập luyện nó chỉ là một phần thôi. Hai cái phần cực kỳ quan trọng khác là cardio và ăn uống. Đó, nói gì dễ hiểu giống như các bạn tập ở trong phòng gym, tập y đùng về nhà mới ăn 5000 calo. Thì buổi tập của bạn chỉ là cần khỏe thôi chứ đừng mong chuyện đẹp. Rồi, trở lại bên kia. Vô. Cứ liên tiếp vậy đó. Bụng thì nó không có gì giả mang các bạn, nó chỉ có cái đó mỏi thôi. Thì bằng tập luyện nhiều nó sẽ đạt tới cảm giác mỏi. Và chúng ta vượt qua nó. Đó, tại sao mà set cho các bạn tập 3 set liên tiếp. 3 set liên tiếp nó có khoảng thời gian tối đa là 2 phút. Khoảng thời gian tuyệt vời để cho cái hệ ATP mà oxy hóa đường với oxy hóa tinh bột với yếm khí đó của Trung Quốc nó hoạt động. Đó, chúng ta khai thác tối đa được cái hệ đó. Phụ nữ thì không có cần phải khai thác hệ retin phosphat nha các bạn. Cái hệ retin phosphat là hệ của chúng ta, mà thậm chí là tập gym nó cũng cần cái hệ đó nhiều nữa. Nó vẫn cần nhưng mà không cần hệ đó nhiều. Tập gym là gì? Là yếm khí. Đó, mà đốt mỡ là gì? Là hiếu khí. Từ tơ 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 bao nhiêu cái rồi? 10 cái nha. 10. Không có ăn gian nha, không có cheat nha. Thầy đang giảng đạo là em phải lo em là tập cho đàng hoàng đó chứ không phải là cheat nha. Good job. Rồi bây giờ để nguyên tạ này giảm một cục. Trả lời thật với đáy lòng đi. Rồi để nguyên cố gắng lên, tốt. Anh nghỉ phải không thầy? Không. Còn một bộ nữa. Nãy giờ hai bên. Hai bên nhưng mà ba lần như vậy em mới có hai lần thôi. Nguyên tắc là gì? Hai cái bộ đầu là phải để nguyên tạ. Hai bộ đầu không được giảm tạ là bằng dở ẹt rồi, thỏa mãn. Hai cái bộ đầu là phải để nguyên tạ, cái bộ thứ ba yếu quá cho giảm một chút. Đó, chúng ta tập đó, chúng ta phải khai thác tốt cái ATP và cái thể lực của các bạn để build cái đó lên từng ngày chứ không phải là tập cái kiểu mà dễ mãn nguyện quá. Thôi tới vậy là được, tập vậy được rồi, tập nhiều chứ cho nó mệt. Nó cái mindset đó là không tiến bộ được. Đó. À, thời gian bận rộn mình tới phòng gym không có nhiều thì chúng ta phải tập cho nó đáng, phải tập cái máy tốt nhất, uống súp xịn nhất, có một thầy có tâm nhất nữa. Rồi
Vậy nghề này nó mới lên được các bạn. Thì bỏ tay ra, bỏ tay em tự tập. Chậm chậm, được. Được. Có đó nào. Cái mặt nhăn vậy? Wow. Qua gì? Tập cảm nhận mà. Rồi xếp sau lên một cục nha. Tập về nóng kính kìa, nhìn anh làm gì? Nhìn về nóng kính coi mặt nó đẹp không? Cái gì vậy? Gì căng vậy? Đúng chưa? Nhanh lên, hao pin quá. Thôi trời. Nhanh lên. Dựng pin hao quá. Mướn người dựng á. Rồi ok, tốt. Ủa đi. Tập phải cho nghỉ một phút. Nghỉ một phút. Tập vừa phiêu chứ. Nghỉ một phút nha. Bởi vì khi mà tập bụng nó là chảnh lắm, bụng nó không làm cho bạn mệt, bụng nó chỉ làm cho bạn mỏi thôi. Nên khi mà bạn nào tập bụng mà nghỉ nhiều là dở ẹt rồi. Rồi thôi vô tiếp đi. Tập máu lửa lên coi. Tập máu lửa lên, máu lửa lên. Tay vào tay. Nên cái phần cơ kho của bụng là Duy Nguyễn rất là đầu tư cho các bạn. Tập functional có nó nè. Rồi bây giờ trong buổi tập là có nó nè. Thường thường Duy Nguyễn sẽ thiết kế cho bạn là phần thân trên là tay vai bụng. Bạn nhớ luôn cụm từ tay vai bụng. Tại sao tập tay vai bụng? Tại vì tay vai có khỉ khô ở đâu tập. Mình tập trung cái thời gian để mình tập cái phần kho. Tại vì suy cho cùng, một người phụ nữ đẹp là phụ nữ có ba dòng đẹp. Chứ không phải là một người phụ nữ đẹp là phụ nữ có cái giai đô. Ồ, một cái giai đô đó giờ đi thẩm mỹ viện gọt là không gọt nổi luôn đó. Đó, một khi cơ nó ra rồi là khỏi gọt. Đó, bởi vậy mình làm cho cơ mình nó nét. Nó nét khác với cơ mình nó đô. Nó giống như Hương nè, mở xuống này tan, cái này nhìn được nét lắm các bạn. Đó. Đó. Nó lên. Sao thế máy rồi? Bộ thế máy rồi? Mới nhất rồi hả? Xong một bên. Trời ơi trời. Tập cấm rên, tập lẹ lẹ đi. Đó. Nhanh lên. Tập lấy chút ruột đi. Nó nên các bạn, cái máy tập này chúng ta tập được rất là nhiều bài nha các bạn. Nó vừa tập được lưng dưới, mà nó vừa tập được bụng trước, mà nó vừa tập được bụng bên hông là bụng xiên á. Nó, cái máy này là máy thắng kho, tập nguyên vùng cơ kho luôn. Cơ kho của bạn nó khỏe và nó đẹp thì nó mới là xứng đáng công sức mình bỏ trong phòng gym. Nhiều bạn coi thường cơ kho lắm. Bạn coi thường cơ kho, tự nhiên cái phần kết nối giữa cái lưng với cái chân bạn nó yếu á. Là nó dễ bị tai nạn, nó dễ bị nhiều cái. Rồi đổi bên. Xong rồi thầy. Xong rồi set. Gì mà set? Tập liên tiếp chứ xong set gì vô? Tao đang sắp mà set cường độ cao mà gì xong một set. Tập 3 set là liên tiếp. Tóm lại là có vẻ là chị CFO này vẫn chưa hiểu vấn đề đang xảy ra. Tổng cộng chúng ta có bao nhiêu set đó bạn? 6 set. Tổng cộng mỗi bên là 6 set, tập chia làm 2 bộ, mỗi bộ 3 set kêu là super set. Chứ không phải là tập đơn giản thôi. Bình thường các bạn vô đây PT cho bạn tập cùng lắm mỗi bên 3 cái nghỉ vậy. Không có chuyện đó. Mỗi bên 3 cái mà giữa 3 cái đó bạn nghỉ tới 1 phút tới 2 phút nữa là bạn tập cái bài này không hết bao nhiêu. Nó vào tính đi, mỗi cái bài này không tập cái hết 10 phút. Đó, còn bây giờ trong cái chương trình này bảo đảm bạn bài này tập dưới 4 phút. Tập dưới 4 phút mà bạn đổi lại được cái gì? Mỗi bên 6 set. Mà cái 6 set đó nó giá trị rất là nhiều nha. Tức là 6 set là thời gian nghỉ rất ngắn. Bạn tưởng tượng đi, bạn đang tập bên này. Xong bên này nó nghỉ đúng không? Bạn đang tập bên trái thì bên phải nó nghỉ. Bây giờ bạn coi là tốc độ thương gặp nè. Một nháy hết 2 giây. Thì 10 nháy hết 20 giây, vậy bên này nó nghỉ 20 giây. Xong rồi trở qua trở lại, đổi bên cái nó nghỉ thành 30 giây. Đó, nó nghỉ thành 30 giây, thời gian nó nghỉ rất là ngắn. Thì mình tập liên tiếp như vậy á, nó mới ổn. Còn bây giờ các bạn á, lúc mà các bạn học tập thì không, bạn học để tập cái động tác này không nói. Còn khi mà bạn rành rồi mà để bạn tập á thì các bạn nghĩ xong coi. Thầy, xong rồi. Chưa. Bây giờ sao nữa? Bây giờ quay qua xếp làm tiếp hả? Em mới có 2 lần à, còn 1 lần nữa mà. Ba lần. Ba đó mà ba. Trời ơi, thầy dạy thầy nói thầy nhớ mà.
video còn đó, thầy sợ làm gì? Mẹ nó tới đâu rồi? À, bạn thấy một cái nghịch lý đây nè, ít bạn nào để ý, bạn tập một bài có 1 phút à, đúng không? 1 phút đó cái ATP của bạn nó nửa nạc nửa mỡ, nó chưa có xong một cái chu kỳ. Đó, nên ở đây cách tập superset này nó tối đa cái chu kỳ ATP của bạn nữa, và nó tối đa cái sự phục hồi của bạn nữa. Đó, bây giờ bạn cảm thấy cái performance nó cực kỳ khó đúng không? Nó phải tinh chỉnh từng cái nó gấp vô nó mới được đạt được hiệu quả tối ưu. Khó đó chứ không dễ đâu. Nên cần bạn phải có nền tảng gym nữ tâm kinh. Hãy đến website thanhonline.com.vn để luyện tập gym nữ tâm kinh cùng với dàn model máu lửa. Rồi, sách cuối rồi đó. Cái này nó khác FX7 nha, nó chỉ là superset thôi. Đó, mà superset cái kiểu này á thì cũng rất là phê rồi. Sao rồi? Thấy eo sao rồi? Chị chảy gì? Nói chung thấy nó mỏi, đơ cứng á. Thì đó là mình tập nó phải vậy thôi. Tập bài nào nó phải mang được cảm giác đó. Trước giờ em tập eo nó không ra vậy hả? Em xoay eo. Xoay nhưng mà xoay thế nào chứ còn... Đấy, xoay này. Biết là xoay như thế đó rồi nhưng mà cách bố trí từng set nó như thế nào, thời gian nghỉ ra sao, cái tích nó ra sao. Tập đến khi mỏi thôi. Mà nó không cứng vậy hả? Này tập 10 set mà 3 set liên tục nó mỏi. Không có 3 set liên tục, em có nghỉ. Nghỉ xoay qua xíu. Không, em tập bên này là bên kia nó nghỉ. Ok. Đúng không? Có nghỉ, nhưng mà nghỉ ngắn thôi. Ok. Đó thì hy vọng là video này sẽ chia sẻ cho bạn được các kỹ thuật tập eo nâng cao. Và muốn tập được cái này phải có cái máy này thôi. Chứ còn những cái, nói chung là mỗi cái cơ chế khác nhau, mỗi cái máy tập khác nhau thì cách tập và cách kích thích khác nhau. Đó, bạn xem thì chắc bạn hiểu được những nguyên tắc chung thôi. Đó, muốn trải nghiệm được một buổi tập eo tuyệt vời thì hãy cứ đến Thor Gym nha các bạn. Tập những cái máy này. Máy mắc in just stay á, Anchor rất là ghê, rất là tốt, rất là đẹp. Rồi bây giờ tạm biệt các bạn, chuẩn bị qua video mới đây.